xin chào cộng đồng pi network việt nam tin tức hôm nay mình chia sẻ nội dung chuyển đổi hướng tới một loại tiền điện tử toàn diện trong thời đại mà công nghệ không ngừng phát triển những thay đổi mang tính cách mạng đang diễn ra trong lĩnh vực tài chính tiền điện tử đã được chú ý và một dự án đã thu hút rất nhiều sự chú ý là pi network pi network khác biệt với cách tiếp cận độc đáo để khai thác tiền điện tử có thể được thực hiện với các thiết bị di động hãy đi sâu vào cách dự án này đang thúc đẩy sự thay đổi đối với tiền điện tử ngang hàng phương pháp khai thác pi một trong những yếu tố chính làm cho Pi Network trở nên độc đáo là phương pháp khai thác mà họ sử dụng. Trong khi các loại tiền điện tử khác thường yêu cầu thiết bị chuyên dụng và khai thác chuyên sâu, Pi Network cho phép người dùng khai thác Pi thông qua ứng dụng di động của họ. Đây là một bước tiến mang tính cách mạng hướng tới sự lan rộng hơn của tiền điện tử. Quá trình khai thác Pi Network không yêu cầu tính toán nặng hoặc sử dụng năng lượng cao. Người dùng chỉ cần thực hiện các tác vụ đơn giản, chẳng hạn như nhấp vào nút bắt đầu mỗi ngày để có được Pi. Đây là những gì làm cho nó dễ tiếp cận hơn với nhiều người có thể không có phần cứng chuyên dụng hoặc kiến thức kỹ thuật sâu. Chấp nhận người bán và xu hướng tiền điện tử. Sự chấp nhận của người bán đối với Pi Network là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng ngày càng tăng đối với tiền điện tử ngân hàng. Khi cơ sở người dùng của Pi Network phát triển, các thương gia bắt đầu thấy giá trị trong việc chấp nhận Pi như một hình thức thanh toán. Xu hướng này phản ánh những thay đổi đang diễn ra trong nền kinh tế toàn cầu. Tiền điện tử ban đầu có thể được coi là một hiện tượng thử nghiệm đang ngày càng được chấp nhận là đấu thầu hợp pháp. Đây là một phần của sự thay đổi lớn hơn hướng tới một hệ thống tài chính phi tập trung và toàn diện hơn. Mở rộng cơ sở người dùng, một trong những chìa khóa thành công của P Network là sự phát triển và mở rộng cơ sở người dùng của họ. Cộng đồng P Network đã phát triển nhanh chóng và những thành viên này đang giúp phổ biến dự án trên toàn thế giới. Việc mở rộng cơ sở người dùng là một minh chứng thực sự cho thấy P Network đang thúc đẩy sự thay đổi đáng kể trong không gian tiền điện tử như thế nào. Càng nhiều người tham gia vào dự án, Tiềm năng tăng cường chấp nhận tiền điện tử trên toàn cầu càng lớn. An ninh và những trở ngại tiềm ẩn, mặc dù Pi Network cung cấp một cách tiếp cận sáng tạo để khai thác tiền điện tử, nhưng nó cũng đi kèm với những thách thức và rủi ro. Một trong những thách thức chính là giữ an toàn cho dữ liệu người dùng. Pi Network phải tập trung vào việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của người dùng để duy trì sự tin tưởng của cộng đồng. Ngoài ra, sự tăng trưởng nhanh chóng của dự án có thể dẫn đến áp lực gia tăng đối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Nỗ lực đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng mạng cần phải là mối quan tâm hàng đầu của các nhà phát triển Pi Network. Tác động môi trường và tính bền vững, trong bối cảnh tiền điện tử, tác động môi trường đã trở thành một chủ đề tranh luận quan trọng. Nhiều loại tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, đã bị chỉ trích vì tiêu thụ năng lượng cao và tác động môi trường. Mạng Pi, với cách tiếp cận tiết kiệm năng lượng hơn, cố gắng giảm thiểu tác động của nó đối với môi trường. Đây là một bước quan trọng hướng tới một loại tiền điện tử bền vững hơn. So sánh với các loại tiền điện tử khác, khi chúng ta xem xét vai trò của Pi Network trong hệ sinh thái tiền điện tử, điều quan trọng là phải so sánh nó với các loại tiền điện tử khác, chẳng hạn như Bitcoin và Ethereum. Mặc dù Pi Network có các cách tiếp cận khác nhau, nhưng có những điểm tương đồng và khác biệt mà người dùng cũng như những người chơi trong ngành cần phải hiểu. Thanh toán ngang hàng, thanh toán ngang hàng, P2P là phương thức thanh toán cho phép hai bên liên quan thực hiện giao dịch trực tiếp với nhau mà không liên quan đến các trung gian như ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác. Đây là một hình thức giao dịch tài chính phi tập trung. Nơi các bên liên quan có thể trao đổi tài sản, có thể là tiền mặt hoặc tiền kỹ thuật số trực tiếp. Các đặc điểm chính của P2P, một trong những đặc điểm chính của P2P là thiếu cơ quan trung ương. Không có trung gian như ngân hàng hoặc tổ chức tài chính kiểm soát hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch này. Ngược lại, các giao dịch P2P dựa vào công nghệ để bảo mật và xác thực trao đổi tài sản. P2P cho phép các bên liên quan tương tác trực tiếp với nhau. Điều này có nghĩa là người gửi và người nhận có thể giao tiếp Đàm phán các điều khoản giao dịch và trao đổi tài sản mà không cần sự tham gia của bên thứ ba. Các giao dịch P2P thường sử dụng công nghệ mã hóa và hợp đồng thông minh để đảm bảo tính bảo mật và hợp lệ của các giao dịch. Điều này giúp ngăn chặn gian lận và đảm bảo rằng tài sản chỉ được giải phóng nếu tất cả các điều kiện đã được đáp ứng. Vì không có người trung gian, các giao dịch P2P thường tiết kiệm chi phí hơn so với các phương thức thanh toán truyền thống. Người dùng thường không bị tính phí cao thường liên quan đến các giao dịch thông qua ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác. P2P không bị giới hạn bởi danh giới địa lý. Điều này cho phép người dùng thực hiện các giao dịch quốc tế dễ dàng, giảm phí ngoại tệ và thời gian cần thiết để chuyển tiền giữa các quốc gia. Sử dụng tiền điện tử trong P2P, một trong những ứng dụng chính của P2P ngày nay là sử dụng tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum hoặc trong bối cảnh của chúng ta, Pi Network. Tiền điện tử cho phép các giao dịch P2P theo cách ẩn danh và an toàn hơn so với tiền tệ fiat, tiền giấy và tiền xu truyền thống. Ví dụ, một người có thể sử dụng tiền điện tử như Pi để thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ trực tiếp cho người bán mà không cần thông qua ngân hàng hoặc trung gian tài chính. Điều này làm giảm chi phí giao dịch và tăng tốc quá trình thanh toán. Ngoài ra, việc sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch P2P có thể cung cấp quyền truy cập tài chính cho những người có thể không có tài khoản ngân hàng. Ưu điểm của P2P, giao dịch P2P thường nhanh hơn giao dịch qua trung gian truyền thống, có thể mất vài ngày hoặc vài tuần. Phí giao dịch thấp hơn vì không có người trung gian để tính thêm phí. Các bên liên quan có toàn quyền kiểm soát giao dịch của họ và có thể đàm phán các điều khoản khi họ thấy phù hợp. Các giao dịch P2P và việc sử dụng tiền điện tử có thể cung cấp quyền truy cập tài chính cho những người không có tài khoản ngân hàng hoặc bị giới hạn bởi các hệ thống tài chính truyền thống. Các công nghệ bảo mật cao như mã hóa và hợp đồng thông minh được sử dụng để đảm bảo tính bảo mật của các giao dịch